Thì khi ảnh chồng đầu nhau nói sao hai người này chơi dại quá vậy, mà ai cũng nói trước là hai người này giỏi lắm. Thì mình cũng nói ừ thì giỏi vậy thôi. Đi với nhau rất là nhiều chuyến nữa thì cứ thấy như vậy thì cũng thấy tội anh này là vì cái quả đó đó. Cho nên mới nắm em một cái là em u đầu luôn đó. Em do dự rất là nhiều, xong cuối cùng là em quyết định em xuống. Và đó là cái lần đầu tiên mà tụi em. Anh ơi anh ăn cái gì? Anh dễ lắm, anh ăn gì cũng được hết á. Không anh muốn ăn cái gì, bây giờ anh ăn bò hay gà hay gì, nói là em làm liền bởi vì nó có sẵn rồi. Thôi anh dễ lắm, cái gì cũng được, đưa ra. Thôi anh không ăn này đâu. Cháu trở, nó rất là tức. Quốc Thuận chào Quốc Nghiệp. Bữa trước là chào gặp Quốc Cơ rồi, hôm nay gặp Quốc Nghiệp. Mời hai em ngồi. Mời hai vợ chồng em giới thiệu về mình để cho khán giả chương trình Vợ Chồng Son biết nha. Mời hai em. Em là Giang Quốc Nghiệp. Em sinh năm 1989 và hiện tại đang ở thành phố Hồ Chí Minh. Còn em thì Lê Như Ngọc Mai. Em sinh năm 1987, hơn anh Nghiệp 2 tuổi. Và em cũng đang em sống với tất nhiên là anh Quốc Nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh. Em đang ở đâu? Rất là serious. Công việc của em hiện tại là gì? Dạ, công việc hiện tại là em giảng dạy thanh nhạc tại Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh. Giảng dạy thanh nhạc. Vậy bây giờ trước khi chúng ta bắt đầu vào câu chuyện tình yêu, em có thể nào em hát một cái câu hay là một cái điệu nào đó để cho khán giả đây được thưởng thức không ạ? Mai là người miền Trung một chút xíu thì bây giờ Mai gửi gắm cho chồng luôn này. Đây với đây không dây mà buộc, em với anh chàng không chuốc mà sao say hơi chàng chàng ơi. Là say luôn ông này. Trời ơi. Có phải hồi đó đi diễn và gặp Mai cho nên chính vì cái giọng hát này và chính vì ánh mắt này mà Quốc Nghiệp đã bị mê hoặc bởi cô ấy không? Thực sự ra thì tụi em đi rất là nhiều chuyến giao lưu văn hóa. Tụi em gặp nhau rất là nhiều nhưng mà chưa bao giờ để ý sâu hết á. Nhưng mà có một lần cuối cùng thì Mai nói là chắc chuyến đi lần cuối này là Mai sẽ không đi nữa. Thì Mai nói cái điều đó xong hôm đó tự nhiên em cũng cảm thấy sao á. Nói chung là tự nhiên mình... Ở đâu cái lần đó đi diễn ở đâu? Lần cuối cùng mình đi là hình như ở Đức. Xong rồi á cái em nghe cái câu đó em thấy tiếc tiếc sao, tự nhiên mình đang đi chung cũng vui ăn uống rồi kia, tại vì em hay xách đồ cho mấy bà này. Còn mấy bà này hay cho đồ em ăn. Hay đói. Đó. Xong rồi á mới xách giùm chị, cái chị để ý mình, xong mình cũng để ý chị. Xong cuối cùng chị hỏi: "Ủa, Nghiệp sinh năm mấy vậy?" Cái em mới nói là Nghiệp 89. "Ồ vậy em nhỏ hơn chị." Em ghê rồi đó. Em là hồi đó giờ em không có thích ai mà xưng chị với em hết á. Em chỉ nói không, Nghiệp chỉ thích xưng tên thôi. Có ý đồ cho nên mới để vậy thôi. Nhưng mà còn Mai sao, lúc thực sự trong lòng em là bắt đầu em say ảnh từ lúc nào? Dạ chặt lầu lắm. Lúc đầu tiên là hai đứa gặp nhau 2011 là ở Pháp, là không có bao giờ để ý vì nghĩ là xiếc thì mình cũng tôn trọng với nhau vậy thôi chứ mình cũng không có để ý lắm. Thì khi ảnh chồng đầu nhau nói sao hai người này chơi dại quá vậy, mà ai cũng nói trước là hai người này giỏi lắm. Thì mình cũng nói ừ thì giỏi vậy thôi. Đi với nhau rất là nhiều chuyến nữa thì cứ thấy như vậy thì cũng thấy tội. Mấy cái đợt cuối thì thấy có vẻ sắp vali cho mình nhiều hơn, rồi hỏi han lân la đòi học thanh nhạc. Lúc đó là mê rồi đó. Thanh nhạc. Dạ, học thanh nhạc vì ước mơ ngấm ngầm của anh là được làm ca sĩ. Nhưng mà cái lần đó lý do tại sao mà em lại có ý định là không đi lưu diễn nữa? Bởi vì em nghĩ rằng là cái đam mê của mình, cái sự nghiệp của mình nó cũng sẽ có một cái chừng mực nào đó. Thì mình cũng nghĩ là mình cũng đã 27 tuổi rồi. Thì em nghĩ là thôi mình để còn lo nhiều chuyện khác rồi, gia đình đủ thứ hết. Năm đó em cũng thi một cái cuộc thi của chuyên nghiệp toàn quốc, cũng lần cuối cùng em tham gia luôn. Mai thi cái đợt cuối cùng thì em chạy xe từ đó xuống đó. Nghe nhưng mà không muốn cho bạn em phát hiện được. Xuống đâu? Xuống tới Vũng Tàu luôn. Thì tự nhiên em không biết gì hết. Tự nhiên sao thấy một người đứng trước mặt mình chuẩn bị mình lên thi. Trời ơi, muốn quéo miệng luôn, muốn không hát được luôn. Nhưng mà xúc động không? Anh nói thiệt. Dạ xúc động thì... Anh này là vì cái quả đó đó, cho nên mới đánh em một cái là em u đầu luôn đó. Em do dự rất là nhiều, xong cuối cùng là em quyết định em xuống. Xong cuối cùng là khi mà xem xong là thực sự là thấy rất là thương, bởi vì hiểu được hoàn cảnh nè. Xong rồi rất là cảm ơn mấy cái chị ở trong nhóm Mặt Trời Mới đã gắn kết cho em với Mai. Và đó là cái lần đầu tiên mà tụi em có gặp tình cảm với nhau. Đó, đúng không? Trong thời gian mà hai em yêu nhau đó thì có những cái kỷ niệm nào đáng nhớ không? Thì có một cái em ấn tượng mà để mà em quyết định là sẽ gửi gắm cuộc đời của mình cho ảnh luôn á. 50% là ảnh thôi, nhưng mà 50% quyết định là ba mẹ của ảnh. Là bởi vì một gia đình quá tử tế. Cái đợt đó là em bị sốt xuất huyết rất là nặng. Thì ảnh là đang để ý mà, thì hai người chỉ nhắn tin với nhau thôi. Thì ảnh đợt đó là đi công tác ở đâu, ở Thụy Sĩ. Thì ảnh biết là bị sốt xuất huyết thì ảnh mới gọi cho mẹ. Mẹ của ảnh nói là bạn con đang bị sốt xuất huyết mà chỉ có ở một mình thôi, thì có gì mẹ xem. Thì mẹ của ảnh là gọi cho em. Nói là con bị sao rồi, nói là nếu như không có ai thì đi qua đây ở rồi bác chăm sóc cho.
thì không biết lúc đó tự nhiên em qua nhà ông này ở luôn chị. Xong rồi ngủ với mẹ của ông cả tháng trời ảnh đi. Rồi bắt đầu mình mới hiểu cái nếp sống trong gia đình, mà coi mình như con trong nhà vậy đó. Mà em vậy là cũng rơi trường hợp sống thử đó, mà sống dạ, thử đúng với rồi. Mẹ chồng à? Đúng rồi, em sống thử với mẹ chồng. Dạ. Hai đứa nào ghen hơn? Dạ anh này. Anh này ghen? Dạ, bữa nay anh bớt rồi đó, hồi đó anh ghen dữ lắm. Hồi đó lúc mới yêu là ghen dữ lắm hả? Thì bởi vậy anh nó mới đề nghị là hãy qua nhà anh ở. Là để cho mẹ anh nó quan sát dùm luôn. Đó. Rồi có khi nào mà anh không tin mà anh gắn camera anh cho người theo dõi. Dạ, nhà anh là vì anh rất tự tin là nói em cứ qua nhà anh ở đi, được sự yêu thương của mẹ anh, vì nhà anh tới mười mấy cái camera trong nhà luôn. Em đi đâu làm gì đó, không mai em đang làm gì đó. Dạ em ở trong toilet đó anh, không có gắn camera. Hiện tại bây giờ cũng vậy. Nhà em là truyền thống camera. Ba em từ nhỏ để có được những cái thước phim mà dữ liệu của tụi em hồi nhỏ để mà tập luyện biểu diễn là do ba em hết. Và tới khi mà tụi em lớn khoảng gần 10 năm trước tụi em đi diễn nước ngoài hoài á, thì ba em gắn những cái camera quan sát cho tụi em đi qua nước ngoài diễn để mà lúc nào cũng có thể xem được ở nhà đang làm gì để đỡ nhớ nhà hơn. Đúng rồi, đỡ nhớ nhà đó. Chính vì cái đó mà bị ám ảnh vô đầu em và em thích cái điều đó. Em mua nhà hay là sau đó em cũng gắn camera. Và bây giờ hiện tại trong nhà em là 8 cái camera. Trừ cái toilet thôi. Vậy là em quá ghen đúng không? Nhưng mà thực ra là ghen nhưng mà không ghen. Không ghen nhưng mà thực ra là rất ghen. Cho nên chính vì vậy là em quyết định là em cưới Mai liền đúng không? Thật sự tới bây giờ thì tụi em vẫn chưa cưới nhau. Thì em tức là chưa cưới là chỉ là một là hình thức đúng không? Tổ chức thôi chứ đúng không? Chứ còn thực ra là tụi em là đã là của nhau. Được biết là bao nhiêu năm rồi? Quốc nghiệp là hai baby rồi đúng không? Dạ. Thật sự tụi em cũng muốn có một cái đám cưới. Nhưng mà em nghĩ là cái điều đó giữa em và Mai luôn luôn muốn là cái đám cưới đó tụi em cảm thấy hạnh phúc nhất, chứ không phải nó là một cái hình thức để mọi người thấy hay là mọi người như thế nào cả. Tức là cái đám cưới đó nó là một cái dấu chấm để mà mình cảm nhận được cái hạnh phúc thực sự. Đã trải qua những cái cam qua trong cái vợ chồng thực sự thì cái đám cưới đó nó là một cái ngày ý nghĩa thực sự. Nghe cái cuộc tình này đẹp quá, chắc đẹp cũng quá có bây giờ nói xấu nhau không? Không, vẫn có chứ. Nhiều tật xấu nó mới được đẹp chị. Rồi qua phần thứ nhì luôn. Chương trình đại hội vạch mặt. Anh muốn hỏi nha, anh thấy Quốc Nghiệp là một người, một đứa em mà phải nói rất là hiền, chắc là không có tật xấu gì đúng không? Cái ngày em vỡ mộng đầu tiên đối với ảnh đó là trời ơi, mình suy nghĩ một lãng tử đẹp trai này kia thì ảnh gội đầu sạch sẽ và cái tóc của ảnh như một cây dừa. Và em cười mà em cười không thể nào nhúng được. Cái đầu của ảnh là rất nhiều tóc mà tóc nó dựng hết tất cả đều lên. Vậy giống hả? Như là lực hút của trái đất ở trên trời chứ không có ở dưới đất nữa. Mà nó không phải là nó những cái tóc ở dưới thì nó rớt xuống cũng không luôn ạ. Nó cũng dựng lên. Nhìn giống như Son Goku vậy phải không? Dạ, Son Goku mà bị hư á. Nhìn ghê rất lắm. Rất là lạ. Chụp hình lại đưa cho anh, anh cũng tự cười cái đầu tóc mà. Bây giờ còn không? Dạ còn. Ôi hay quá. Đó giờ tại anh chưa bao giờ chiêm ngưỡng được cái mái tóc đó của em chưa nghe. Sau chương trình sẽ gội đầu cho anh Quốc Thịnh xem. Rồi còn gì nữa? Không, cái đó là cái đó không phải tật xấu, cái đó là bonus cho cái ấy thôi. Còn bây giờ phải nói là nói về tật xấu cơ. Xấu quá. Tật xấu của anh á là nói chung là thương vợ thì nói là tật xấu thì rất là kỳ cục. Nhưng mà đây là bị quá cái kiểu mà trước khi mà lấy ảnh là em đã phải học lái xe. Anh không bao giờ cho em cầm lái, anh nói em lái không được đâu. Nói trời em sao mà anh không có tin tưởng gì hết trơn nữa. Tốt nhất á là em ngồi cạnh bên đi, em không bao giờ lái xe được. Cái tật của ảnh là ảnh không có tin tưởng gì mấy cái chuyện hết á. Với là một cái rất là khó chịu, nên là chiếc xe của ảnh ví dụ mình mà đi xong là ảnh sẽ xem thử là xung quanh có cái gì dơ không. Có nghĩa là rất kỹ. Sạch lắm. Sẽ, có sạch sẽ không? Dạ, luôn, đúng không? Người ta thường thường nói đàn ông là không sạch sẽ, nhưng ông này sạch sẽ một cách quá đáng. Ví dụ cái nào quá đáng nữa? Ví dụ là ở trong toilet chẳng hạn, ngoài chiếc xe ra trong toilet chẳng hạn là lâu mà chiếc mà cái toilet đó mà phải khô, mà phải giống như là muốn để cái gối nó nằm ngủ luôn cũng được. Trời ơi. Khi nào cũng giặt đồ cho con xong là nước lên lá xong lau khô em ra, em nói trời ơi sao mà anh rảnh quá vậy. Nãy giờ thấy em kể thật là tốt về người đàn ông này đúng không quý vị? Còn gì nữa? Anh ngưỡng mộ quá đó. Tật xấu của ổng là vậy. Anh ơi anh ăn cái gì? Anh dễ lắm, anh ăn gì cũng được hết á. Không anh muốn ăn cái gì, bây giờ anh ăn bò hay gà hay gì, nói là em làm liền bởi vì nó có sẵn rồi. Thôi anh dễ lắm, cái gì cũng được. Đưa ra, thôi anh không ăn cái này đâu. Cháo trở. Nó rất là tức. Rồi, có khi á, buổi sáng đẹp trời, trời ơi mình vương vai tỉnh dậy. Sáng nay anh đi quay đó em ủi cho anh bộ đồ đi nữa. Trời ơi, xét đánh ngang tay, tại sao không có nói trước? Hay quên một cách kinh khủng. Hay quên. Ê, còn cái này nữa nghe, anh đang rất muốn hỏi, đúng không? Yeah. Chồng em á, là một diễn viên xiếc, cơ bắp cuồn cuộn, rất là mạnh khỏe. Yeah. Anh ấy, anh có mạnh mẽ và anh có nhiệt tình mà thậm chí là cái tần suất nó hoạt động nhiều không? Anh Nghiệp á, thì thực sự ra thì anh là một cái người rất là biết chiều chuộng người phụ nữ mà anh thương. Với là anh có cái quy luật riêng của anh. Đôi lúc mình cũng có con cái, rồi mình phải chăm sóc, anh cũng biết là mình rất là mệt mỏi. Thì anh rất là thương vợ. Thì anh nói là
cái này không phải là chỉ là một cái những cái ham muốn đơn thuần về thể xác mà nó giúp cho mình có cái sức khỏe tốt, lưu thông máu huyết rồi này kia, nói chung là ông vẽ ra rất là nhiều cái và nói chung là ông dụ rất là hay. Tóm lại là có mệt kiểu gì thì cũng hết mệt. Mà sướng. Ông dụ hay lắm. Chia sẻ cái bí mật của anh đi. Nếu như mà mình là người vợ mà thương ổng thực sự thì chắc chắn mình sẽ không thể nào từ chối được. Là vì cái lý do về sức khỏe giữ gìn của anh nè. Em nghĩ là tại vì em cũng có rất là nhiều người bạn học về tâm sinh lý nên cũng chia sẻ nhiều về vấn đề đó, mà em cũng nghiên cứu, em cũng học hỏi nhiều. Thì ở trên mạng nếu mà mọi người để ý thì nó có một cái công thức số 9. Bao nhiêu tuổi thì cứ nhân với số 9, lấy cái con số đầu tiên, ví dụ như em là 30 ha, 30 nhân 9 thì là lấy cái số đầu tiên là số 3, nhân 9 là 27, có nghĩa là 2 tuần 7 lần. Còn lúc mà anh 2 mấy tuổi mà hai vợ chồng đến với nhau là hai người đều là 2, là con 2 đầu là 9. Số 2 nhân 9. 2 nhân 9 là 18, có nghĩa là 1 tuần 8 lần. Dạ. Nhưng mà cái đó là tuổi 20 anh, 20 đến 29. Dạ. Mình thì bắt đầu 30 thì nó nhẹ hơn tí xíu. Ví dụ 40 cả. Anh Thuận bao nhiêu rồi? 40 thì 4 nhân 9 36. Là 3 tuần 6 lần. Dạ, sốt quá vậy. Thì cái đó là 3 tuần 6 lần quá ít. Cái đó cái... Ủa, em ghê vậy luôn á hả? Không thể. Ủa, đây chị mới thấy em làm gì cái em 5 năm trời rồi chứ em ghê vậy. Em 3 tuần 6 lần vậy vậy á. Đương làm gì cái ông báo ông vợ ông có chữa. Cái gì này cái nọ xong hồi cái nói chị ơi vợ em chữa nữa chị. Hoài luôn. Cái đó, cái đó là biểu đồ chung. Còn nếu mà mình có thể tốt hơn thì càng tốt hơn, nhưng mà nếu mà ít hơn cái đó là có thể mình đúng rồi, cái đó là biểu đồ rồi đó, bệnh đó, bệnh đó đúng không? Rồi bây giờ thôi tới em đi Nghiệp. Dạ. Và em đó, thùy mị nết na như thế này có tật xấu gì không? Em nghĩ là xấu thì có 3 cái tật xấu mà em cảm thấy là em khó chịu. Tật xấu đầu tiên đó chính là mỗi lần mà em đi công tác về cái làm thấy con một cái thùng, cái mở ra đầu tiên là máy rửa chén, rồi cái lần thứ hai là máy xay chén, rồi máy sinh tố, nói chung là ABC tất cả các thể loại máy. Anh thấy camera đấy, ủa em mua cái gì nữa vậy mai? Em mua cái máy gì nữa vậy mai? Tức là anh rất là khó chịu khi một lần mà em mua một cái gì về. Giờ em cứ nói là thôi anh cứ việc chổng mông lên trời đi, còn bao nhiêu em lo hết cho anh chứ. Chổng mông lên trời. Em chổng mông lên trời em thăng bằng mà. Thì có tiền về nộp cho bạn này để bạn đi mua thôi. Anh cứ việc chổng mông lên trời đi, thế giới để cho em lo. Quá dễ thương. Rồi còn gì nữa? Xong rồi một cái này nè, em thấy khó chịu nhất là đầu của bạn ấy, da đầu bạn rất hôi. Mỗi lần mà ôm nhau cái là muốn xa nhau liền. Sao kỳ vậy? Bởi vì bạn thích xài mấy cái dầu gọi xà bông thiên nhiên rồi này kia chị. Ông mua bồ kết của anh mà. Bồ kết của em mua về mà anh nói là hôi. Em xài bồ kết đúng không? Xài bồ kết đúng không? Mà không có mùi. Lâu lâu bạn quên một hai ngày lo con rồi quên gọi đầu một cái là mình rất mệt mỏi. Không có đâu. Cái bồ kết đó vừa mới gọi xong là nó không có mùi gì hết. Rồi còn tật xấu gì nữa không? Còn cái tật xấu đó là tỉ mỉ, rất là thích làm những cái việc nhỏ. Dạ, làm cho thằng nhóc em này nọ đó. Thì ở trong trường đó là cô phát một cái tấm mền, chỉ cần viết cái tên như là được rồi. Thì bạn ấy thêu lên, xong rồi thêu lên phải cắt một cái hình con voi để lên để biết là Hùng Tâm. Vậy thôi, bởi vì biết thằng nhóc nhỏ nó thích con voi á anh. Dạ. Cứ làm mà ngày nào em ngủ là em thấy 1-2 giờ sáng hoặc là 12 giờ trưa thì thấy bạn thêu mà mình thương, bởi vì đã bị cận rồi. Mà em sợ nhất là chạy xe này kia mà đụng một cái nữa là tiêu luôn. Cái hình ảnh mà ngồi mà theo ha, đó là hình ảnh phải nói là đẹp. Đẹp nhưng mà gần như bây giờ hết còn rồi. Còn chăng là của những người mẹ của chị hoặc lứa tuổi chị đổ lên thôi. Tại vì em biết không, khi mà cái đứa nhỏ đó mà nó đắp được cái mền đó đó, thực sự luôn, kháng thể nó cũng nhiều hơn. Cái tình cảm nó cũng cảm nhận ấm áp hơn. Bởi vì mình có cái trường sinh học á, của người mẹ truyền vào vào cái tấm mền đó. Trời ơi, cái đó hay lắm. Với tính của Mai thì nói ra những cái điều đó là em khó chịu thôi, nhưng mà đều là tính tốt. Chỉ có một điều mà em mong muốn ở Mai thôi là bớt lo lắng lại. Cứ sống yên vui và luôn luôn làm những cái điều mà em thích thôi, nhưng mà bớt lo lắng lại. Thực ra thì anh Nghiệp, chính ảnh là cái người đã mang cái an vui lại cho mình, để mình có cái thời gian và có cái tâm thái để làm những cái chuyện đó. Đó là một cái sự cảm ơn về anh rất là lớn. Nhưng mà ảnh trong mong ảnh cứ nói em là đừng lo lắng, nhưng mà chính ra thì em rất an nhiên. Còn ảnh mới là cái người lo lắng. Anh nói là anh chỉ sợ là anh không có diễn nữa rồi sao. Em cứ nói thôi, cái cổ đã bị như vậy rồi bớt đi. Tức là ngày nào cũng vậy, em ăn cơm với muối cũng được, không có gì hết. Còn con người là sẽ còn được hết tất cả. Như vậy có nghĩa là em cũng mong muốn là Nghiệp cũng bớt lo lắng đi đúng không? Dạ. Cả hai vợ chồng đều mong muốn cái sự thay đổi á, là nói chung á, là cứ ăn vui nè, cứ gọi là tin rằng á, là mình sống tốt thì mọi thứ tốt đẹp sẽ đến với mình. Đúng rồi. Thì thật lòng luôn á, là bản thân chị
hay là Bin hay là tất cả các quý vị khán giả cũng đều mong muốn điều đó cho vợ chồng em. Xin cảm ơn và xin chúc cho em luôn luôn hạnh phúc như thế này. Dạ, cảm ơn anh chị. Vợ chồng kiếm đồng ngọc nữ. Ừ. Đó, bây giờ xin mời hai bạn giới thiệu về mình. Em tên là Phan Xuân Vinh, năm nay 28 tuổi, là kỹ sư điện. Còn em? Dạ, em tên Võ Ngọc Kim Thủy, năm nay 24 tuổi, em đang làm nhân viên văn phòng. Hai em là gặp nhau như thế nào? Dạ, lúc đó thì em đang làm thu ngân ở một cái cửa hàng thế giới di động á. Còn anh này làm bảo trì điện. Vô tình thì bữa đó thì anh này tới sửa điện, mà em không để ý ảnh, em để ý xe ảnh thôi. Em thấy ngoài cửa có chiếc xe độ đẹp lắm, giống như là xe đua vậy đó chị. Xong thành ra là các em mới mê chiếc xe đó. Em nói trời, phải chi có ai chở mình ngồi chiếc xe đó chứ sướng lắm ha. Không biết là xe của ảnh luôn. Cái một lần thì công ty tổ chức đi du lịch, cái bữa đó anh chạy tới thấy biết xe của ảnh. À, lúc đó mới biết đó là dạ, xe của dạ, ảnh. Dạ đúng rồi. Cái hôm đó thì cũng tình cờ thì em không có xe về, mới nhờ ảnh là quá gian về. Mục đích em làm xe là chỉ để là cô gái thôi. rất là thật lòng nghe, thật thà. Ok tiếp. Dạ, cũng bốn năm cô vậy đó mà thấy không có hợp ý. Rồi cũng có đang để ý con cô cũng trong cửa hàng đó luôn. Mục đích là đi xe là cuối cùng tính chở cô đó về. Nhưng mà cô đó có người khác chở rồi. Rồi cô này nhờ chở về. À, thôi sẵn tiện mình cũng có xe, mình cũng không có ai chở về hết, thôi chở đại. Hai người này là không ấn tượng gì về nhau hết trơn. Vậy mà lấy nhau mới hay chứ, ghê thiệt. Ở đó anh xấu lắm chị, anh như là hớt đầu đinh rồi này kia, anh như ăn chơi vậy đó, em ghét lắm, ưa xe thôi. Lúc mà ngồi trên xe đó có thấy đúng như là cái cảm giác là cái xe đó đúng như ý của mình không? Không chị, anh chạy một mình á nha, anh chạy trời ơi anh chị xong gác chống một bụp. Sư thị ai cũng nhìn anh như nè, nói chung là anh cá tính lắm. Lúc mà chở em rất là chậm rì đúng không? Dạ, sợ cố té. Dạ thì em thì chạy mình thì chạy sao cũng được. Nhưng mà khi chở người phía sau em rất là kỹ. Dạ em chạy chậm lắm. Như là không thấy hết kỹ năng của cái xe đúng không? Bực bội cho nên là lần sau nhờ chở tiếp. Coi sao ạ? Rồi ai là người chủ động tỏ tình trước? Cũng có tỏ tình luôn, hai đứa quen nhau cứ đi chơi vậy đó, rồi xong mà ổng rủ về quê em chơi thì mình cứ nghĩ là thôi đi cho biết. Cái ba má ảnh mới thấy cũng được, xong rồi bắt cưới là hai đứa cưới luôn. Vậy đó hả? Ba má đơn giản vậy thôi. Dạ. Ủa mà có nghĩa là ba má em rất ấn tượng về cô này hay sao mà? Dạ thì em cũng khó tính lắm, dạ như em muốn dẫn bạn gái về phải lựa chọn kỹ lưỡng. À, lúc đó thấy cô này cũng hợp tính rồi. Hợp tuổi luôn. Dạ hợp tuổi luôn, thấy ok good quá rồi. Đẹp nè, siêng năng rồi nữa. Rồi dẫn về ra mắt luôn cho ba mẹ thấy, cho ba mẹ thấy mẹ chấm như thế nào. Lúc đó về mẹ khen quá trời quá đó cô. Rồi cưới luôn. Hốt luôn. Dạ không phải là có một đợt Tết á, tối khuya khoảng 5 giờ chiều á, em chạy thẳng xuống xe đét thì gặp ba mẹ vợ ở dưới. Dạ rồi mà nhà ba mẹ em không có biết. Dạ rồi bữa sau á gọi điện xuống, ủa giờ đang ở đâu vậy mà nghe gà gái được không, đang ở dưới xe đét hả? Dạ đúng rồi, con đang dưới này nè. Cái khi mà về nhà khoảng tuần lễ sau cái mẹ nói là mày cực quá thôi cưới đại luôn đi chứ đợi biết chừng nào chứ mà chạy lên chạy xuống ngoài cực quá. Nhưng mà em về em có xin với lại ba mẹ của vợ không, có đặt vấn đề với ba mẹ của vợ không hay là phải chờ ba má em xuống? Dạ em không có đặt vấn đề. Là khi mà họp rồi xong xuôi hết là mẹ em quyết định ngày, ba em cũng coi ngày được. Rồi bên nhà vợ làm sao? Là gọi điện xuống dưới trước rồi xuống dưới ra mắt rồi quyết định ngày cưới rồi đồng ý hết. Là cái lúc mà cưới thì đã yêu nhau lắm chưa? Đến lúc cưới thì hai đứa chưa có yêu thương nhiều đâu, chỉ có cưới vậy thôi. Coi như là giống như số phận sắp đặt là cưới vậy đó. Rồi bây giờ đã yêu nhau chưa? Dạ chắc yêu rồi. Có cái mốc nào để mà các bạn cảm thấy là các bạn yêu nhau hơn cái lúc mà mình chưa cưới? Thì có rất nhiều những cặp vợ chồng mà qua một cái sự cố nào đó thì tự nhiên lúc đó họ mới cảm thấy là đúng là họ sanh ra để mà họ phải đến với nhau. Cái lúc mà về ở thì cũng bình thường thôi, đến lúc mà em có em bé thì nói chung là ảnh lo hết toàn bộ luôn, ảnh chăm từng ly từng tí em tình đến là lúc đó mới thấy yêu. Dạ dạ đúng rồi. Chứ còn cái đêm tân hôn xong là cũng chưa thấy yêu. Có chuyện đó là chị. Chuyện gì? Là đêm tân hôn á em cũng giữ vợ là mấy tháng quen nhau á là không có đụng gì hết á. Cái đêm tân hôn mà gặp ngay cái ngày cái ngày bắt dòng trên rừng Trường Sơn. Đó là dữ thôi rồi, dữ mà dữ thì thôi rồi. Đúng rồi, thôi đi rồi. Rồi là phải giữ tiếp đúng không? Giữ tiếp thì chỉ hai vợ chồng cứ nhìn nhau cười thôi. Rồi đến không? Ngày thứ mấy thì mới là tuần lễ sau không? Dạ tuần lễ sau đó, tuần lễ sau đó em. Mà nhát lắm chị, lúc đó đêm tân hôn thì mình con gái mình run thì đúng rồi ha. Em ơi anh run quá. Khi mà về ở bên gia đình chồng vui vẻ không? Thì có vui vẻ, có mâu thuẫn nhau? Thì đến lúc mà em về thì không phải làm dâu, tại vì em đi làm ở thành phố á. Rồi em và anh ở riêng thì ba mẹ mới cho ở chung với nhỏ em gái nữa. Tại vì nó ở một mình á. Đến lúc mà ở chung á thì em với nhỏ em á nói chung không hợp tính với nhau. Thì em bực cái gì em cứ nói anh này xử. Rồi mà cứ... em với bạn đó là bằng tuổi hay hơn dạ, tuổi? Dạ bằng tuổi. À bằng tuổi. Dạ dạ đúng rồi. Nói chung hai chị em cũng thân cũng cười giỡn này kia, nhưng mà thực tế cái tính tình thì không có hợp nhau, mình cũng để đó tại vì mình là chị mà, cho nên mình cứ để đó riết rồi từ từ cái mình bực tức trong lòng á. Rồi cái bữa đó em mới tức quá em mới bỏ về quê, em mới nói chứ
anh không có xử lý được thì thôi hai đứa mình ly dị đi chứ hả, em không có ở chung vậy được đâu. Lúc đó em giải quyết làm sao? Dạ thì em cũng khó xử lắm, một bên vợ một bên em, em cũng chả biết xử làm sao nữa. Vợ chồng đang có chuyện xích mích nữa rồi, rồi anh em trước giờ cũng không có hợp tính, không biết làm sao cùng tuổi vợ em mà lại em với vợ em lại được, còn hai anh em lại nó khắc khẩu với nhau, nhỏ tới lớn đã có đánh đổ với nhau rồi. Trong cái trường hợp mà vợ với em gái gây nhau vậy thì thường là em đứng về vợ, phía vợ hay là phía em gái? Dạ cũng khuyên vợ, cũng nói vợ, rồi cũng khuyên em gái, mà sao cái đợt giận đó cái em cũng nói, cái nhỏ em nó cũng mệt bực mình hay sao cự lỡ em nó đòi thôi không được thì thôi em ra ngoài ở luôn. Rồi dạ, hai chị rồi. Em có nói chuyện lại hay là vậy bây giờ không? Hai đứa vẫn bình thường, tại vì đến lúc mà em bực mình cái gì á thì em không có nói với lại nhỏ em, em chỉ nói với anh này thôi, tại vì mình mất công lại nói là chị dâu em chồng á, thành ra mình cứ nói ảnh thì ảnh khuyên em thôi chứ mình không có nói trực tiếp với em. Anh đang muốn hỏi thật lòng em á, là em có muốn chị em đề huề và muốn hàn gắn cái tình cảm và thậm chí xóa bỏ cái chuyện mà chị dâu em chồng giống như là chị em ruột thịt trong nhà? Dạ em muốn thật lòng. Dạ muốn. Bây giờ chị thấy vậy nè, chị hiểu được cái dạng mâu thuẫn đó. Hai đứa bằng tuổi. Dạ. Em 24 đúng không? Dạ đúng. Thì bạn kia cũng 24 tuổi. Dạ. Chưa có gia đình thì thường á cái cuộc sống á nó còn thoải mái nè, phóng khoáng nè. Dạ. Chưa có một cái áp lực và một cái trách nhiệm nào của một cái người phụ nữ. Trong khi á cũng bằng tuổi đó mà em á thì lại là trách nhiệm làm vợ nè, trách nhiệm làm mẹ nè, rồi làm dâu nữa. Cho nên rằng giữa hai cái luồng suy nghĩ đó đó, nó có một khoảng cách rất là xa. Có đôi lúc em sẽ chặn lòng, nói trời ơi sao mình cũng bằng tuổi gì mắc mớ, mình phải chịu đựng dữ vậy trời. Yeah. Nó cũng như mình thôi thì nó cũng phải này, phải nọ, phải kia, tại sao cái gì cũng dồn hết cho mình vậy? Yeah. Đúng không? Đó, nhưng mà cái bạn kia thì bạn lại suy nghĩ một cái hướng khác. Biết là bằng tuổi đó nhưng mà cái thế của bà là bà làm chị tôi nè, bà người lớn thì phải thế này thế nọ thế kia. Đó là trong lòng hai chị em suy nghĩ mà chưa hề có cái tâm sự với nhau. Dạ. Đúng không? Dạ đúng. Tại sao em không nghĩ rằng á, em đừng có coi nó như em coi nó như một đứa bạn của em. Dạ. Một đứa bạn gái mà sống ở trong nhà mà có thể mới đầu là chưa thích nhau lắm, nhưng mà phải từ từ mình thích nhau rồi mình thân nhau. Thì có những cái điều á đàn ông không giải quyết được. Cứ nói, em hiểu không? Giống như mình mình cứ nói thẳng với nó, mình đừng có thông qua chồng gì hết trơn á. Nói luôn, em thử làm cái điều đó đi thì cái tình hình nó cải thiện liền. Chứ tại vì á luôn luôn như này, thông qua một cái nhịp thù nối những bờ vui mà nối không nổi là nó thành cầu gãy nữa. Em hiểu không? Đó, cho nên theo chị thì nếu mà qua cái chương trình này đi, ví dụ vậy. Em có thể thứ nhất là thay đổi cái mối quan hệ hai chị em. Thứ hai là em có muốn nói một cái điều gì, tại mình thế mình làm chị mà. À, chị lúc nào thì cũng coi em như là em ruột của chị vậy đó. Nhưng mà đôi lúc có bực mình thì có gì thì em với chị cũng làm hòa với nhau, để coi nhau như là chị em vậy. Còn anh, em, anh nói em đi anh. Em muốn nói với em không? Phải nói chứ. Dạ. Anh gây lộn dữ lắm à. Dạ. Nhí ơi, anh cũng nào cũng thương em, cũng quan tâm đến em. Thì em hãy vui vẻ lên, hãy tự tin lên với chính mình đi. Rồi sau này thì em sẽ gặp được cái người mà hợp với em thôi. Rồi. Bây giờ kết của cái cặp vợ chồng này á, thì á, thay vì là chúc các bạn hạnh phúc thì tôi không cần chúc nữa, bởi vì là thấy các bạn rất là hạnh phúc với nhau rồi ha. Chị muốn nói là bé Nhí á, bé Nhí nếu mà có coi cái chương trình này á thì bé Nhí sẽ hiểu được tình cảm của anh chị mình dành cho mình. Và bé Nhí phải nhớ rằng á, là bất cứ lúc nào mà mình có một cái vấn đề gì, mình gặp khó khăn trở ngại trong cuộc sống, thì những người mà bên cạnh mình chỉ là gia đình của mình thôi. Người ngoài á không bao giờ có thể bằng anh mình, chị mình, cha mẹ mình hết. Nhí nhớ nha Nhí. Rồi chúc các bạn sum họp, đoàn kết và yêu thương nhau. Cảm ơn. Cảm ơn chị. Rồi, chào chú Quốc Thượng, chào cô Hồng Vân. Dạ, em tên là Nguyễn Văn Liêm. Em sinh năm 1985. Em làm công việc quản lý kinh doanh cho một công ty nước ngoài. Quản lý kinh doanh hả cơ? Dạ, vâng ạ. Liêm, em tên Liêm à? Dạ. Chào Liêm. Liêm có bị ngại ngùng gì không mà sao Liêm nói nhỏ vậy? Liêm có nói lớn lên. Bây giờ mình nói lại một cái nữa được không Liêm? Dạ được ạ. Ok. Xin chào. 2, 3, bắt đầu. Xin chào cô Hồng Vân, chú Quốc Thuận, chào quý vị khán giả. Thì anh tên là Nguyễn Văn Liêm, sinh năm 1985. Hiện tại công việc hiện tại là làm quản lý kinh doanh cho công ty của nước ngoài. Sinh năm 85 là nhỏ hơn tôi với chị Vân có chút xíu thôi. Thành ra tôi đề nghị là anh chị thôi được rồi. 85 hơn xíu hả? Nhỏ hơn em xíu hả? Vậy hả? Em là 8 mấy? Em 83. Em 83. 83 nha. Yeah. Gặp ngược lại thì chỉ có 38 rồi. Rồi, mời em. Dạ xin chào chú Quốc Thuận, chào cô Hồng Vân. Em tên là Xuân. Năm nay 28 tuổi. Hiện tại công việc của em là kinh doanh tự do. Ở nhà luôn hả Xuân? Dạ. Ở Xuân kinh doanh về loại hình gì? Dạ về mảng nông sản khô như là cà phê, các loại nông sản Đà Lạt. Em đến từ Đà Lạt á. Ồ, em là gốc Đà Lạt hả? Dạ. Rồi. Bởi con gái Đà Lạt nhìn
khác liền ha. Chị ha, trắng trẻo xinh xắn. Ủa nhưng mà Liêm là quê ở đâu? Em gốc Bến Tre. Bến Tre. Dạ, trà từ miền Tây mà lên tới miền Đông, lên tới miền núi để mà quen được cô gái ấy này, chắc có lẽ là nhiều câu chuyện hấp dẫn lắm đây. Và dạ, những cái gì mà liên quan tới Đà Lạt là bao giờ cũng lãng mạn hết chị. Lãng mạn lắm em. Chắc lẽ là trời nhắc chị Đà Lạt rồi muốn đi du lịch nữa. Cả năm mà em vô Đà Lạt không có gì. Chị là mấy năm rồi chứ không phải. Trời ơi, vậy hả? Thôi bây giờ mình mời hai vợ chồng này kể chuyện gì nó liên quan tới Đà Lạt. Đúng rồi, để cho mình khỏi tốn tiền đi du lịch đi ha. Rồi, bắt đầu. Câu chuyện tình yêu của các bạn đầu tiên là như thế nào? À, em với ông xã của em á, quen nhau thì không có liên quan đến Đà Lạt. Và một cái ngày tình cờ thì hai đứa gặp nhau ở một cái nhà hàng. Nhà hàng đó là nhà về hải sản á. Ở đâu? Dạ, ở quận 1, ở trong quận 1. Thì hôm đó tình cờ em đi với bạn em, còn ảnh đi gặp khách hàng của ảnh. Thì em đi toilet á, đi vô nhà vệ sinh. Thì em cứ vừa đi vừa nhắn tin, tại vì em mang đôi guốc cao lắm. Hôm nay mới đi công việc xong thì em có mang guốc. Thì anh nó va vào em cái là em cứ té. Em té một cái, điện thoại em rớt xuống đất luôn. Rồi đôi guốc em mang nó bị gãy. Anh hết hồn, giống như là anh đang gặp một tai nạn biến cố nào đó mà làm cho em đau á. Thì anh với đỡ em dậy, anh xin lỗi em có sao không. Thì em mới bảo là không có sao, mà lúc đó cũng có đau thiệt, nhưng mà cũng không có sao hết. Thì anh thấy em bị chẹo chân á thì cứ sợ, rồi cũng chu đáo lắm. Rồi anh ấy mang cái đôi guốc cũ của em á, mang ra một cái cửa hàng tại nó Vành Vincom á. Thì anh nó mua tặng em một đôi dép, ông phải mua lại một đôi guốc đó luôn. Thì lúc đó thì em cũng thấy bất ngờ, tại vì tự nhiên cái bị hư đôi guốc đó như vậy mà tặng mình, không phải tặng có đôi guốc khác, một đôi guốc khác. Thì làm em thấy là cũng không có thích gì ảnh hết, nhưng mà thấy ảnh quan tâm như vậy thì xúc động nhẹ đúng không, cũng hơi bất ngờ thôi chứ không xúc động. Thì ảnh cứ bảo là nếu như mà chân có bị sao thì cứ gọi cho anh nha. Anh đưa cạc visit thì anh đưa cho em, thì em với cũng cầm thôi. Xong rồi em bảo ồ anh tên gì ha, anh tên Liêm. Rồi em cũng hỏi vậy thôi. Xong rồi cái ảnh em vẫn vô chơi với bạn em tiếp, thì cái đôi guốc của em cũng không mang đi trên đất luôn. Tại vì cái tính em á giống như là cũng không có phải là guốc bị hư rồi thôi, mình đem mang trên không cũng được, không sao. Thì ảnh cũng chu đáo lắm, ảnh cầm cái đôi guốc đó, ảnh cất đi và ảnh mang đi sửa, nhưng mà thực sự là sửa không có được. Là mà thành một cái đôi khác. Chị hỏi bạn Liêm một câu nha. Liêm ơi, tỷ dụ mà ngày hôm đó đó, cái người mà em va phải không phải là cô bé xinh xắn này mà người khác á, thì em có xử sự như vậy không? Dạ thật ra tại vì cái tính em hồi xưa giờ cũng nói chung là cũng ưu ái phụ nữ á, tại vì thật ra lúc mà em va vào bạn Sâm á thì là cảm giác giống như là mình có lỗi vậy đó, cho nên là muốn làm một cái gì đó để bù đắp chứ không có nghĩ là phải tiến tới hay là như thế nào đó. Nhưng mà sau đấy thì là em dẫn bạn Sâm đi mua đôi guốc, xong rồi sau đấy hai đứa xin số điện thoại, rồi dần dần mới quen nhau từ đây. Câu hỏi chị Vân hay quá. Chị đang suy nghĩ bữa đó mà ba vô Quốc Thuận thì sao ta? Cái gì? Ba vô Quốc Thuận thì là Quốc Thuận có được đền một cái đôi giày mới không ta? Đúng rồi Liêm, anh hỏi gì đó. Có đền cho anh không? Dạ, để chút anh ra ngoài hậu trường đó, anh đụng vào người em. Anh mới đụng bị xúc dây giày. Cái đó tùy tình huống anh. Mà chị Vân có nghe hai vợ chồng kể không? Cái tình huống mà họ va vào nhau và gãy guốc á, y nhang trong phim vậy đó chị. Phim của em đã làm một cái vừa mới làm xong Gió Hào Môn xong. Quách Ngọc Tuyên và Lê Phương đụng nhau gãy chiếc guốc y chang luôn. Hay quá. Và họ đã quen nhau và họ yêu nhau và họ lấy nhau. Trời, y chang trong phim y luôn. Y chang luôn, hay quá vậy Biên. Nó thiệt đó nghe, chứ không có xạo sự đâu. Chị khen thiệt mà. Thiệt, y chang trong phim luôn. Nhưng mà trong phim là anh Tuyên nó không có tặng bộ guốc mới, mà anh lấy đôi guốc đó anh dán lại. Tiết kiệm cho đồng phim. Rồi sau đó là chắc có lẽ là các bạn thường xuyên là như là nói chuyện với nhau và khi nào thì bắt đầu mới quen nhau. Dạ, em nói tiếp luôn. Tại vì xong rồi sau đó thì ngày mai anh vẫn nhắn tin, anh hỏi chị có, anh chỉ quan tâm cái chân em có bị đau hay không thôi. Thì lúc đó em cũng bận đi làm, anh cũng bận, thế nên là em cũng bảo là không xa đâu. Thế là hai ngày sau anh nhắn tin, anh rủ em đi ăn. Thì em cũng hôm đó em cũng làm bên Bình Hạnh á, cho nên là em cũng về là vậy thì khoảng 6 giờ mình đi ăn luôn. Thế là đi ăn với nhau, xong rồi nói chuyện thì ăn xong á thì em cũng nói là em thích hát lắm, nhưng mà em hát dở. Thế sau em mới rủ anh này là đi hát phòng trà. Thì bên đó có những người bạn của em, tại vì lúc mà em gặp anh này thì em đang làm bên bên MC á, MC sự kiện á. Thì anh đó cũng dẫn em đi hát với nhau. Xong rồi ngày mai cũng thấy dẫn qua giờ em đi chơi, ngày mốt cũng vậy, ngày mốt nữa cũng thế luôn. Mà biết rồi đúng không? Anh giống như là anh thích ngày nào cũng được gặp em á. Xong rồi em thì bớt công việc hơn. Thế là thời điểm dịch á thì em cũng ngày nào cũng anh cũng qua, rồi hai đứa em cũng đi chơi với nhưng nhau. Nhưng mà xí lúc đi tới lần thứ ba là đã có một chút gì mến mến ảnh chưa?
em chưa có mến gì hết luôn. Còn ảnh thì sao, ảnh có bày tỏ một cái gì đó? Dạ là không luôn, chỉ là đi ăn thôi, mà lúc nào cũng muốn dẫn em đi đến những cái quán ăn rất là ngon, rất là sang và đẹp, mà nói chung là rất là chân thành luôn. Xong rồi em mới bảo là thôi ngày nào cũng đi ăn như vậy em mập lắm, bởi vì ảnh gặp ảnh là em mập hơn nữa. Xong rồi cái hôm mà đi hát karaoke chỉ có hai đứa trong một cái quán này á, rộng ơi rộng, cũng không có tỏ bày tỏ là thích em hay là nắm tay nắm chân, không có luôn, chỉ ngồi im mà hát thôi. Thì em mới nghĩ là à anh này hay ta, không không có hành động gì luôn, chị làm em cũng thấy khá là hay. Đến mình thấy rất là an toàn khi mà đi chung với người này, an toàn luôn. Nhưng mà lúc nào cũng muốn dẫn em tới những cái nơi rất là đẹp, rất là sang luôn. Xong rồi em cũng không có thích anh này. Xong rồi em mới bảo là cả hôm em có tham gia một cái tại là bên sự kiện thì lâu lâu em vẫn tham gia những cái chương trình từ thiện á, thì em có mua một vài 10 cái vé, vé là 300.000 để em tặng cho bạn bè em, thì em tặng cho anh này luôn. Xong rồi em mới rủ anh này đi chơi, mà em cũng focus vào anh này bởi vì em thấy thích đi với anh, bởi vì anh hiền á, thật thà và đến chở em đúng giờ đúng giấc nữa. Xong rồi nhưng mà anh đó lại không tới, anh đó nhắn tin cho em là anh bận đi công tác, anh không đi được. Trời ơi, lúc đó em cũng hơi bị hụt hẫng, bởi vì cái sự kiện này á, là em mua vé em tặng, xong rồi em muốn anh này tới, bởi vì em có nói bên đó luôn là dành cho em mấy cái vé như này, vé như này. Một người mình muốn đi như vậy thì anh không, tự nhiên hai ngày trời nó không nhắn tin cho em luôn. Ủa tại sao vậy Liêm? Đó chị lại muốn hỏi Liêm một câu. Liêm ơi, đó là chiêu thức của em hả Liêm? Đúng không? Cũng có thể nói đường là đi nước bước sách lược của em đó, đúng không? Dạ. Để làm cho người ta nhớ nhung. Đúng thật rồi. Ra câu chuyện là như thế này, tại vì hồi xưa em có làm, lúc mà em mới ra trường em làm trong một cái công ty cũng có nước ngoài luôn, nhưng mà em làm công ty đó xong em lại nghỉ, em chuyển công ty khác. Thì trong cái công ty đó thì có một cái chị làm bên hành chính văn phòng á, thì chị bảo là chị quê ở Khánh Hòa, xong chị yêu một anh Nha Trang, rồi cưới nhau. Nhưng mà anh chị kể là quá trình đó là hồi xưa là được bạn bè giới thiệu, xong lúc đầu gặp anh đó cũng chẳng ấn tượng gì hết. Xong cái chị bảo là xong rồi hai người nhắn tin qua lại một thời gian, xong bẵng đi, xong cái anh đấy ảnh khoảng 3-4 ngày không nhắn tin, xong cái chị này chỉ cảm giác cồn cào rất là rây rớt. Cho nên từ đấy em học được cái cách đấy, cho nên là cái chiêu đó. Dạ, cái chiêu đấy, cho nên là thật ra thì cũng với lại em cũng bận cái thời gian đấy, em cũng bận khoảng tầm 2-3 ngày gì đấy. Dạ thì cũng muốn thử coi bạn bên đây có thật sự có những cái gì gọi là lưu luyến với mình hay không. Nếu mà nhưng có, mà trong suốt 2 ngày mà ảnh không nhắn tin cho mình, dạ, là em cũng không có đến khi nào thì hai bên mới chủ hai động nhắn tin cho nhau. Lúc em cũng nhiều bạn mà, em nhiều bạn lắm, với lại em cũng nhiều người cua nữa. Em cũng không nhắn tin gọi điện gì luôn. Đến nhưng mà em trước cái ngày mà em hẹn đi coi, em sắp lịch rồi, ví dụ như là anh ơi cái ngày hôm đó, ngày 3 tháng 11 là mình đi coi ca nhạc từ thiện. Cái ngày sau đó 3 ngày nữa thì em có một cái sinh nhật thực thôi nôi của người bạn em, anh đi chung với em nha, anh đồng ý. Thì cái 2 ngày đó anh cũng không có nhắn tin gọi điện gì luôn, em nghĩ là thôi anh không đi thôi. Thì mình đi, tại vì em đi sự kiện em vui lắm nên là em không suy nghĩ gì nhiều hết. Thế tự nhiên cái ngày tối hôm đó, chiều hôm đó anh nhắn tin là hello em, hôm nay có đi sinh nhật không nè, có đi sinh đi thôi nôi bạn không nè, anh qua chợ em đi nha. Thì lúc đó em cũng sắp đi rồi, nhưng mà em bảo trước giờ đi một bắt Grab đi mình thì cũng hơi thôi ok. Vậy thì anh em qua đón em luôn, mà anh qua rất là sớm luôn. Nên là mỗi lại bắt đầu một con người như thế. Hai ngày đó không có một con người như thế, nhưng mà tự nhiên sau này là bắt đầu những cái làm y chang vậy đó. Đến đúng giờ dẫn em đi ăn đi tất giống cả như chuyện thứ. Không có chuyện gì xảy ra đúng không? Vậy ngày trước đó mà em gặp chị đó, chị chỉ cho em cái chiêu này là em dính với chị Thúy Nga rồi. Nữa hả? Hoài vậy? Cua hoài không được đó. Thì em biết chị Thúy Nga không? Dạ. Ơi, đến sau này là bạn em bắt đầu em xui nói chuyện. Thì khoảng 2 tháng sau thì anh đó, nói chung là trong cái khoảng thời gian quen anh không có hành động gì luôn. Và sau em cũng có hỏi là anh có bạn gái chưa, hay là trước đây anh đã từng yêu ai chưa. Anh chưa, anh không yêu ai hết. Rồi anh chưa có mối tình nào luôn. Xong em cũng bảo chứ vậy thôi không được rồi, mình về mình kể với chị mình kêu hỏi này nó bê đê không hay là nó lừa em. Tại vì anh ấy lớn tuổi rồi, 36 tuổi rồi mà không có người yêu, chưa có mối tình nào. Xong em mới nói là thôi em không quen anh đâu, em muốn người nào có kinh nghiệm phải 5 năm. Rồi lúc đó em trả lời sao Liêm? Anh im, anh không nói hết. Anh là một con người giống như là im lặng. Em chỉ cần kể chuyện là em thích cái gì đó thôi là sau này anh mua. Em chỉ nói là ngày trước em có một cái nhẫn phong thủy em bị mất, nó như thế này, bữa sau anh im lặng anh tặng em một cái nhẫn phong thủy. Rồi tất cả mọi thứ. Xong rồi 3 tháng sau ha, anh đưa em về nhà ba mẹ ảnh. Thì vừa đưa về thì ba mẹ ảnh quý em lắm, bởi vì lần đầu tiên anh nhận bạn gái về thì ba mẹ ảnh quý em. Xong rồi cái em cũng vui vẻ với ba mẹ ảnh. Sang ngày mai lên thì em bảo là anh đang làm gì vậy, thì anh kêu là anh đang ra quận 1 có việc. Thế xong rồi cái em cũng không nói gì hết, lúc 9 giờ đêm rồi. Xong rồi sáng ngày mai rủ mời em đi ăn ở một cái quán gì em quên tên, là quán gì cũng sang trọng lắm mà em quên tên, quán gì bò rất là mắc tiền á, quán Azusa gì đó. Azusa gì đó ở quận 1.
thì ảnh muốn cầu hôn em, nhưng mà em lại mượn điện thoại của anh em chụp hình. Khi em chụp hình em lướt lên á, em coi hình á thì em lại thấy cái nhẫn kim cương với lại một cái nói chung là anh, nghĩa là anh đã chuẩn bị trước rồi, tức là anh đã bị lộ chứ, bị lộ anh hè đó, lộ và cuối cùng anh cầm anh đưa cho em luôn, thì đó là anh cầu hôn em. Và sau rồi hai đứa quen nhau vào gặp thời điểm dịch đó thì cũng không có được đi du chơi hay là gặp gỡ nhau nhiều nữa, mà dịch giãn cách rồi bị nhốt ở nhà luôn. Hai đứa cứ nhắn tin qua, chị cũng tò mò quá, chị sao tiếp tục hỏi tò mò chuyện gì chị, không biết có đúng ý em không. Sau cái hôm mà em tặng cái nhẫn kim cương đó rồi, em có làm những hành động gì mà nó quyết liệt hơn không? Có chị. Ít nhất là cũng phải có một cái gì đó chứ, không lẽ gì cứ tạo khoảng cách hoài, đúng không? Đúng rồi. Dạ có. Em rất là quyết liệt. Sau khi mà tặng nhẫn xong là em cứ ngày nào em cũng qua, cũng chở bạn này đi, nói chung là đi chơi, đi ăn uống đâu này. Nghĩa là đi nhiều hơn, dạ, đúng không? Dạ đi nhiều hơn. Tại vì thời gian đấy là em nói chung dịch em cũng không có việc nhiều, cho nên là hầu như là có thời gian rảnh để mà mỗi tối là đưa bạn đi chơi. Không, cái sự quyết liệt ở đây mà chúng tôi em muốn hỏi, biết em hỏi đó là cái sự thật quyết sự liệt là kia anh kia. Em không có quyết liệt về mấy cái chuyện như là nắm tay nắm chân hôn, em không có gì luôn cho tới. Rồi bây giờ sao có xí biết rồi. Bây giờ tính từ cái lúc mà ổng tặng tại nhà cầu hôn đó thì trước đó là chưa nắm tay luôn. Dạ chưa luôn. Rồi bây giờ sau khi cầu hôn rồi có nắm tay nắm chân, có hôn môi hôn má gì không? Dạ đến khi mà ra công viên 23/9 á, anh buồn ôm em thấy anh muốn nọng mắm tôm mà anh này anh thấy anh không thích ăn mắm. Cả mọi thứ luôn, nhưng mà anh vẫn chiều anh đưa em đi ăn. Thì xong rồi cái ra công viên thì anh có nắm tay, anh ôm, anh hôn lên má em. Còn xong rồi lúc sau á có hôn môi, nhưng mà em cảm thấy không có phải chưa cảm giác yêu lắm. Tại vì cái khi mà hôn em như vậy thì em cảm thấy không có đã. Tại vì cái chưa, không chắc, có lẽ là cái mùi mình chưa có quen á, cái feel nó chưa có đủ để cộng hưởng đó. Làm sao mà feel được chị? Hai người phải cộng hưởng với nhau mới được. Làm sao mà feel được trong lúc đó? Tại vì khi con bé nó vừa ăn bún đậu mắm tôm. Làm sao mà feel được? Đúng không? Hả Liêm? Dạ, thật ra lúc đấy thì tụi em cũng chỉ hôn má rồi này kia thôi, hôn tay rồi thôi. Nói chung là anh hiền tới nỗi mà em không hiểu là tại em trước đời không gặp vài người yêu mà người ta cũng có những cái hành động nó rất là đàn, kiểu như là trong tình yêu á, anh này anh không có hành động gì hết, cho nên em mới thấy tò mò. Nhiều khi em hỏi với chị em, đến nỗi chị em cũng đưa anh chị của em tới nhà anh chơi ở Bến Tre á, thì anh này chị ruột em cũng lúc đầu cũng không có tin, nhưng mà lúc sau về thì ba mẹ anh kể là tính cách của anh cũng thấy là thế thằng này cũng được, nhưng mà em chị hỏi này nó có yếu sinh lý không sao. Rồi rất là nhiều thứ luôn, em bảo là em cũng không biết nữa. Nhưng mà thực sự đến khi mà sau này khi kết hôn hai đứa có ấy với nhau thì em mới biết là hai đứa anh này không có yếu sinh lý, mà do thực sự anh cái khả năng kiềm chế tất cả mọi thứ, từ tính cách cho tới những cái suy nghĩ của anh á, rất là vô một cái logic. Cho nên là bởi vậy trong công việc hay là tất cả mọi thứ học hành của anh đều giống như là anh lập thành hết mọi thứ lập rồi, đúng rồi. Không? Ủa sao em hay quá vậy Liêm? Tại vì á bé này nó quá là xinh nè, mà nhìn là coi như là cắn ha, nhìn rất là cắn rồi, gợi cảm, đúng không? Mà tại sao em có thể gọi là đè kềm nén chế được, kềm chế được cái đờn ông của em lợi hay vậy? Thật ra tại vì xưa giờ em quan niệm là tại vì khi mà em không quen ai thì thôi, nếu mà em quen một người nào đó thì cũng cố gắng để mà giữ cho nhau những cái khoảnh khắc đẹp nhất. Thì khi mà tình yêu nó đủ sâu sắc thì những chuyện đó thì đương nhiên là sẽ xảy ra, cho nên là lúc mà mới chập chững yêu nhau thì cứ mình trong cái hoàn cảnh rất là trong sáng. Vậy em có phải là người khó khăn trong vấn đề mà gọi là giống như là phải giữ gìn cho tới ngày tân hôn, em có phải là tiếp người đó không? Dạ không, em thật ra em không phải là cái người tiếp người giữ gìn đến lúc tân hôn. Thật ra tình yêu đủ chín mùi thì tụi em sẽ, những chuyện đó xảy ra là bình thường. Cái môi trường anh này làm việc đó là bên nước ngoài, anh đi nước ngoài khá là nhiều luôn. Những cái khách hàng hay là những cái chị nữ nói chuyện thì anh cũng khá là mở rộng các mối quan hệ, và một người giống như là rất là, nhưng mà anh không thích thì anh không làm điều đó. Anh lập trình trong cái đầu anh vậy, cho nên em khá là vừa là một người chồng, vừa là một người bạn, vừa là một người giống như là một người thầy dạy mình nhiều thứ luôn á. Tính em thì khá là nóng á, nên là gặp anh này xong cái em thấy giờ giúp anh set up trong đầu rất là nhanh. Ví dụ như là em hả, khoảng 10 phút nữa anh tới đón em nha. Mà cái tính em thì con gái mà nhiều khi bảo là em chưa đi được đâu, chắc phải 30 phút nữa. Là anh nói là ok, vậy anh chưa tới đâu, vậy em cứ lo enjoy đi nha, em cứ lo công việc đi nha. Nhưng mà thực sự là anh tới rồi và anh đứng anh chờ em. Nên là những cái điều đó làm cho em cảm thấy nó rất là rồi sau mình phải thay đổi đó, thay đổi bản thân đúng không? Và mình phải focus vào một người nào đó thật lòng hơn. Giống như anh đi tiệc hay đi đồ, anh đi rất là, anh đi đúng giờ hoặc là có thể sớm hơn người ta. Hay là bởi vậy mà trong công việc anh gặp khách hàng của anh là anh đi rất là sớm thôi. Một cái người như vậy rất là tuyệt vời trong giờ giấc, nghiêm túc. Nhưng mà anh thắc mắc nha, cái gì mình có thể lập trình được, nhưng mà yêu, tình cảm thì nó thuộc về cảm xúc. Sao mà mình có thể lập trình được ABCD được Liêm?
Dạ, thật ra cũng không phải là lập trình mấy anh, nhưng mà tại vì em cũng là đợi tới lúc mà nó thật sự chín mùi á thì tụi em mới. Bao nhiêu lâu thì là em chín mùi để mà đám cưới bé này? Dạ, cái từ lúc hai đứa yêu nhau. Dạ, từ lúc hai đứa yêu nhau thì tới đám cưới thì khoảng tròn một năm luôn á. Đúng tròn một năm, không lệch một ngày nào luôn. Tại vì ngày gặp bọn em va vào nhau là ngày 5 tháng 11, bọn em cưới là đúng ngày 5 tháng 11 luôn, và không hề lập trình set up gì luôn. Cái này là đi coi thầy nói ngày đó là đúng ngày đó luôn, mẹ bảo ngày đó là cưới ngày đó. Không, cái này nó giống như là sao ta, giống như là nó mình không tin được, nhưng mà nó dường như là số phận á em ha. Căn duyên đó chị. Căn duyên đó, đúng rồi đúng rồi. Bi nói đúng, từ hay lắm. Nghe nè, vậy là lập trình là đến cái đêm tân hôn là mới động phòng, đúng không? Lập trình là đúng cái ngày đêm tân hôn là đêm là tân mới hôn, là hai đêm tân hôn luôn. Ngày 5 tháng 11 là cưới ở trên quê em ở Đà Lạt, mà lúc đó dịch lắm, không có tổ chức được nhiều. Thì anh đó với ba mẹ anh về khách sạn ở luôn, thì em cưới xong rồi em cũng ở nhà mẹ. Thế sang ngày mai xuống dưới Bến Tre thì cái ngày đêm tân hôn là mệt hai đứa. Em lên giường em ngủ ly bì từ tối cho đến sáng luôn. Thì là phải qua mấy ngày sau mới có, đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi. Vậy, vậy là các em là cưới bao nhiêu lâu rồi? Em muốn hỏi sâu sắc hơn nữa không? Vui không? Con nghĩ là vui không Liêm? Dạ vui ạ. Có lập trình ABCD không trong cái điểm cái dạ, mà của các em? Dạ cái lúc đấy thì tới đâu thì tới thôi chứ không từ A tới A thôi chứ đúng không? Dạ, nhưng mà giờ muốn hỏi Xuân nè, em có bị hồi hộp không, là không biết lỡ đi, bây giờ cứ coi như giữ gìn cho tới như vậy mà ảnh lại vậy, rồi lỡ ra là cái người mà đúng như trong đầu mình suy nghĩ là bị yếu, hay là bị này bị nọ bị kia, em có hồi hộp không? Nhưng mà lúc đó đã cưới xong rồi, em đâu có cơ hội để mà sửa sai đâu, đúng không? Dạ. Em có cái tâm lý đó không? Không, cái em cũng có suy nghĩ rất là nhiều về cái tâm lý mà sợ người đàn ông của mình nó người ta không có được, lỡ người ta bị yếu sinh lý thì cái đó không có. Nhưng mà cái do em yêu về cái con người như vậy, cái tính cách, hay là dẫn ba mẹ em đi du lịch cũng chu đáo, sắp xếp hành lý, đứng ra book khách sạn, đứng ra xe cộ, tất cả mọi thứ anh là một người công nghệ nữa, nên là tất cả mọi thứ anh đã chuẩn bị set up cho hết rồi. Cho nên là em bảo là nếu như mà yêu người này thì mình sẽ cảm thấy được quan tâm, được chu đáo rất là nhiều luôn. Ngay cả việc chở em đi ăn cũng tới đúng giờ, đưa bố mẹ em đi đâu cũng đến giường, hẹn là em ơi làm xong khoảng 5 giờ đúng là anh qua đón ba mẹ đi, là đúng 5 giờ thiếu 5 thôi là anh có mặt liền, nên không chưa bao giờ trễ một giây một phút nào trong cuộc đời. Cái đó là chắc chắn rồi, cái đó là cái này là em cảm thấy em cần một người như vậy. Nhưng mà chắc chắn là sẽ phải có những cái thắc thỏm, những cái hồi hộp khi có, em cũng đúng có lo lắm, hồi hộp lắm. Nhưng mà khi mà hai đứa yêu nhau á thì có nắm tay, có hôn á, thì lúc đầu không có hợp, em cảm thấy không có hợp thì em cũng nghĩ là quen chơi thôi. Nhưng mà ai ngờ về mẹ anh á, mẹ của anh này thích em rồi cũng muốn anh này cưới vợ nữa, cho nên là coi thầy rồi bảo là hai đứa giờ đưa tuổi cho em mẹ đi coi thầy, thì cưới luôn. Và cưới đến nỗi mà em chưa có định hình được là em sẽ cưới chồng, và em cũng nên không nghĩ đám cưới anh này nữa, em chỉ muốn là có anh này bên cạnh mình thôi. Thì cái ngày dịch như vậy thì anh vẫn đưa bố mẹ anh lên nhà luôn, thì hai bố mẹ gặp nhau và cưới, thì em bảo cưới luôn, cưới và cưới thôi. Và cái đêm tân hôn đối với em thì sao? Đêm tân hôn thì không có, sau nhưng vỡ mà đến sau rồi, này thì sau đó thì em mới thấy là anh này không phải là kinh nghiệm. Em cần một người có kinh nghiệm 5 năm, là có nghĩa là phải có tình trường phải 5 đến 2-3 lần gì đó, 5-7 lần trong 5 năm đó, yêu nhau phải 2-3 người. Thì nhiều khi người ta sẽ đổ vỡ trong tình cảm rồi, người ta sẽ có kinh nghiệm, người ta chiều chuộng mình hơn, hoặc là trong những cái chuyện tình của nam nữ. Tại vì anh này lớn tuổi, em cũng thích một người đàn ông đã từng trải. Nhưng mà thật sự anh này anh làm cho em cái cảm giác không có thất vọng chút nào. Ok, gì quá tuyệt vời. Vậy em bây giờ là một người vợ rất là hạnh phúc đúng không? Về dạ, mọi em cảm thấy là không? Em rất là hạnh phúc. Rồi tụi em đã cưới nhau được bao lâu rồi? Còn em cưới nhau được 6 tháng rồi. À, tháng 11 vừa rồi. Tại vì ta qua cái vấn đề cái liền. Wow, 6 tháng qua hoàn thiện quá. Đó. Cho nên là chắc chắn là mình phải sưu tầm cái vụ kia. Chắc là không có những cái tật xấu gì nó lòi ra không? Đúng không? Cưới nhau không thấy em nãy giờ em đang nói về Liêm rất là tuyệt vời, một người đàn ông phải nói là coi như là nói chung là giỏi với tất cả mọi thứ. Bây giờ để cho Liêm trước đi. Chị thấy nãy giờ là nín quá. Ít nói quá cho nên giờ. Sao em? Liêm trước đi, Liêm coi là sừng sao? Sau 6 tháng á thì cô này có đúng như là những gì mà em nghĩ trong đầu có không? Tật xấu gì không? Hay là vợ mình lại lòi ra một số những cái tính mà mình thấy là ý sao không có giống lúc mà yêu nhau vậy? Đó. Thật ra thì bà xã em á thì lúc mà quen nhau em tìm hiểu rất là kỹ, cho nên là những đặc tính và những cách cư xử thì em hiểu rất là nhiều. Thì bà xã em chỉ có cái tật xấu là hơi nóng tính một xíu. Nóng dữ lắm hả? Lúc mà mới quen nhau thì rất là nóng tính. Để mà đụng chuyện gì là không cần biết ai đâu, cứ nói giống như là theo cái lý của mình thôi, không nghe những người xung quanh. Nói phủ đầu đó. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Thì sau đấy thì quen dần dần thì em cũng quen cái cách đó. Thì dần dần thì cũng nói chung là cũng hạ được phần nào đó thôi, nhưng mà tính nóng thì vẫn còn. Dạ.
Với còn cái nữa là thời gian cưới nhau về thì anh thấy là bà xã em nhiều lúc cũng cũng hay quên đó, có những lúc giống như là điện thoại về xong cái vứt lung tung, hoặc là tiền bạc để đâu, chồng ơi điện thoại em để đâu rồi, em mới cầm lên lấy quay đâu mất tiêu rồi, xong rồi tiền em mới để đâu rồi, anh có lấy không? Dạ, xong cái em mới bảo ủa tiền của em cầm chứ anh đâu có biết đâu, rồi điện thoại em anh mới vừa thấy em cầm đây xong em để đâu. Lúc đấy là hai đứa lại lấy quay đi tìm. Dạ, hay quên này, nóng tính nè. Dạ. Có còn gì nữa không, có ghen không? Dạ ghen thì thật ra tại vì tính em rất là chung thủy và kỹ lưỡng, cho nên là vợ em rất là tin tưởng vào em, cho nên là cũng không ghen. Không ghen. Em thì em cảm thấy không có gì phải ghen anh này hết. Bởi vì điện thoại, máy tính, laptop, tất cả mọi thứ em đều biết mật khẩu hết và em vô hết. Anh này không có gì ngoài mấy cái email hay là mấy cái thư từ của khách hàng hết, thì em cũng giống như là Facebook anh này nó không biết chơi luôn đó. Em gặp em thì em mới bày ra chơi. Zalo là bạn bè, giống như anh này không có một mối quan hệ nào. Bạn bè anh cực kỳ ít luôn, nên em cũng không có cần phải ghen tuông gì nhiều. Bạn bè ít lắm, còn bạn gái không có. Như vậy là chỉ có bao nhiêu tật xấu thôi đúng không Liêm? Dạ đúng. Vậy hỏi vợ, hỏi luôn Liêm đi, Liêm có mong muốn vợ anh thay đổi điều gì không? Dạ thì cũng thông qua chương trình em mong muốn vợ em thì tính nóng thì có sẵn rồi, thì cũng mong một thời gian qua là đã dịu xuống rồi, bây giờ thì cần kiềm lại. Dạ, coi như là triệt tiêu hẳn cái tính nóng đi. Thì đấy là hạnh phúc cho gia đình và cho những người xung quanh. Bây giờ hỏi xoáy vô chút xíu nè. Tại vì thường hai vợ chồng mà mới cưới nhau về thương cũng thương nhiều. Giận cũng giận nhiều. Rồi cãi thì cũng cãi nhiều. Thì mỗi lần mà hai đứa trong 6 tháng qua thì có gây lộn với nhau. Cái cơn nóng của cô ấy là nó cỡ nào? Thật ra thì hai đứa em lúc mới thì cũng chưa có bắt nhịp được, chưa quen á, nhưng mà dần dần một thời gian thì nói chung là lúc mà vợ em thấy cái mồi là sắp nóng tính là em bắt đầu em dịu xuống, em đi lãng ra chỗ khác, không xoáy vào câu chuyện đó nữa. Hoặc là em lúc mà em lại nhiều lúc có những cái mà em thấy sai trái, cho nên là em hay cũng bộc lộ tính hay nóng tí rồi, vợ em biết là cũng không nói nữa từ đấy không. Cho nên là hai vợ chồng luôn từ đấy là không cãi nhau. Ok. Chị hay cái nóng quá nói phủ đầu vậy thôi. Đó, nói lấn nói lướt vậy thôi chứ cũng không phải là đập đồ đập đạc đúng không? Dạ đúng rồi, em không có phải đập đồ rồi. Mà em đập với em tiếc lắm. Rồi giờ tới Xuân đó. Dạ. Anh ấy có những tật xấu gì? Tật tốt nha, nãy giờ là thấy kể tốt không á. Dạ, không thật sự là cho đến bây giờ em vẫn chưa biết được chồng em có một điểm xấu nào luôn. Thôi ơi. Nhưng mà có một cái điểm xấu của ảnh nhiều khi mà em hơi buồn. Đấy là anh này ảnh không có chịu chia sẻ cho em nhiều trong công việc. Hoặc là anh có một cái chuyện gì đó buồn, anh giữ trong lòng luôn, nó không muốn vợ anh biết, cũng không muốn mẹ biết, tất cả mọi thứ luôn. Ngay mà từ lúc mà anh chưa gặp em á, là mẹ cũng không biết anh buồn như thế nào luôn, bệnh tật anh không bao giờ nói. Ví dụ như anh về quê, anh bảo là em, anh dặn em này nè, anh bảo là em mà về quê á thì anh mặc chỉnh chu chút nha, chứ mất công ba mẹ nghĩ mình ở trên Sài Gòn khổ lắm, ba mẹ lo. Hoặc là em mà bị mất điện thoại, hôm bữa em bán hàng ở tại cửa hàng á, thì có người cướp người ta vào người ta lừa á, thì em bị mất, em cũng khóc bù lu loa tại vì em tiếc, và trong điện thoại em có nhiều thông tin nhiều tất cả mọi thứ, em tiếc khóc rồi cái đó. Thì anh ấy bảo thôi để anh mua điện thoại mới cho em, nhưng mà đừng có nói với mẹ là bị mất điện thoại nha, mấy con mẹ lo. Rồi nhiều cái nữa, với em bị Covid á, thì mẹ em cũng, anh cũng dặn nên là đừng nói cho mẹ, mấy con mẹ lo. Rồi ngay cả công việc của anh á, là tự em phải tự tìm hiểu, em biết thông tin về điện thoại, em search vô, em vô những cái email, những cái tin nhắn khách hàng cầm lên á, thì em mới biết được anh đang gặp buồn, gặp khó khăn. Chứ không bao giờ anh nói với em như vậy, đó là một cái điểm xấu mà em cực kỳ buồn luôn. Không chia sẻ với vợ. Không chịu chia sẻ. Khó khăn gì đó có mình một mình nó hứng chịu thôi. Nhưng mà sướng gì cũng đều cho vợ hết. Ngày lễ, ngày Tết gì đều mua những món quà rất là đắt tiền và dành im luôn. Có nghĩa là anh giữ bí mật cực kỳ tốt, chỉ trừ cái đợt mà cầu hôn em bị lộ là đưa điện thoại là anh biết rồi, do bị chứ còn sau này anh dành điện thoại cho con gái giữ đó. Dành tặng quà gì cho em là tất cả mọi thứ là rất là bí mật, là một người bí mật rất là cho tới phút cuối luôn. Và em nghĩ rằng em đáng tin tưởng, anh chẳng bao giờ em ghen. Anh này thì anh không bao giờ ghen em. Rồi nhiều lúc em bực mình á, em bảo là anh, em về Đà Lạt chơi với mẹ tầm 10 ngày nha, mà trên Đà Lạt thì em bảo là có người yêu cũ của em, nhưng mà anh á không sao, enjoy đi em, enjoy đi vợ yêu. Vậy đó thì xong rồi cái em chị ruột của em thì hai em vui, cái bảo là sao ở đây chơi 10 ngày nha. Xong em cũng bảo ở đây chơi 10 ngày và em về 10 ngày, anh cũng không nhắn tin em ơi xuống đi hay sao đó. Anh ở nhà anh bán hàng giùm em, anh vừa bán hàng vừa làm việc luôn được. Xong rồi em mới bực mình, em bảo sao anh không ghen này nọ, hay là em bảo em đi chơi với bạn nha, ok đi chơi đi. Cho em bực mình bởi cái đó, anh không có ghen em bực mình á. Rồi bây giờ em mong muốn anh thay đổi cái gì? Em chỉ muốn anh chồng em là chia sẻ nhiều khi em gặp khó khăn á, em tại vì khi mà em kết hôn với anh này thì hai đứa cũng không có cái gì trong tay hết, thì em mới bảo là em yêu anh là thật, chứ không có phải là lúc mà anh làm công việc anh kiếm được nhiều tiền thì em thương anh, còn anh gặp khó khăn như thế nào thì em không có thương anh nữa, thì anh có gì anh cứ chia sẻ kể cho em.
thì em chỉ muốn anh đó chia sẻ và kể cho em nhiều, ví dụ hôm nay đi làm như thế nào như thế nào như thế nào. Còn em thì cái tính em thì lúc nào em về em cũng kể cho anh nè, trời hôm nay em mới bị công an hốt em xong anh, gì đó gì đó, em cái gì em cũng bulu bulu kể cho anh này nghe, hoặc là mình kể cho em hơi buồn cái chuyện đó. À, có nghĩa là muốn cho chồng chia sẻ nhiều hơn, dạ, dù đó là chuyện không vui cho đến cái chuyện buồn, dạ, đúng không? Mà chị hỏi Liêm nè, thực ra khi mà em vẫn giữ cái nếp sống như vậy thì em cảm thấy mình có bị áp lực hoặc là có bị quá sức cái sự mà gọi là chịu đựng của mình không? Dạ, hay là em thấy bình thường? Dạ thật ra em thấy bình thường là tại vì em quen cái cách như vậy rồi. Ừ. Thì thông qua bà xã cũng nói thì em cũng dần dần cũng cải thiện lại, cũng chia sẻ những cái gì mà xung quanh diễn ra cho vợ em sau này. Tại vì tại sao chị hỏi như vậy, em biết không, thực ra như vậy nè, có những người á vì họ quá yêu vợ hoặc quá yêu chồng, và yêu cái gia đình của mình, họ tự chịu đựng cho bản thân họ về tất cả mọi thứ, không muốn mọi người xung quanh lo. Nhưng cũng có những tuýp người đó dường như nó là nếp sống, là cái thói quen trong công việc của người ta rồi, chứ không phải là họ chịu đựng, mà đó nó là một cái nếp làm việc của họ rồi. Thì chị nghĩ Liêm rơi vào cái trường hợp thứ nhì. Có nghĩa là như vậy anh sẽ cảm thấy anh thoải mái hơn, anh chủ động trong công việc của anh hơn. Và bởi vì sao em biết không, nhiều khi có những cái chia sẻ em cũng không hiểu, mà nó sẽ rất tốn thời gian trong việc chia sẻ đó. Và vì sao em biết không, tại vì sao khi mà anh đã bị, khi anh chia sẻ xong rồi, anh sẽ bị thêm một cái gì áp lực thêm là thôi chết rồi, mình nói như vậy rồi vợ mình có buồn không, mẹ mình có buồn không, mọi người có lo lắng hay không, anh còn mệt hơn nữa. Thì ở đây chị đừng nói như vậy, em có thể chia sẻ những cái việc khác ngoài công việc, chẳng hạn những cái thú vui của em, chẳng hạn em nói vợ ơi, bữa nay anh thèm ăn này quá nè, vợ nấu cho anh ăn nha, ví dụ. Hoặc là hôm nay có một thằng bạn mắc cười lắm thế này nọ kia về cuộc sống. Còn có thể những cái công việc các em nó là một cái điều gì đó nó thuộc cái phạm trù mà có nói ra người ta cũng không hiểu. Thì để riêng cho anh đi, mình cũng không cần xen vô cái chuyện đó, tại vì nếu như anh cảm thấy là anh thoải mái trong cái việc đó thì việc gì mà mình phải khơi nó ra. Đúng rồi. Đó, tuy nhiên đó, như chị nói, em về em trao đổi vợ em về những cuộc sống xung quanh, về bạn bè, về các mối quan hệ, đúng đó, nó mang tính giải trí, nó mang tính vui vẻ thì vợ chồng sẽ hạnh phúc hơn. Đúng không em? Giống như em ấy, chị một em về nhà chuyện gì em kể cho bà nghe hết luôn. Đúng rồi, đúng rồi. Trời ơi, chuyện ta bà thật, nhiều khi hết người nào về nhiều khi tôi kể cho bà nghe hết á. Những cái chuyện đơn giản thôi, lúc nào gặp khách hàng ra nói anh như thế này em cũng rất là muốn nghe. Em mà đi làm thì trời, hôm nay em đi làm á, khách lì xì cho em á một phong bì 100 đô luôn đó anh. Em cũng về em kể nhau đó, không đi bao giờ. Thì đó, những cái đó thì em cứ việc chia sẻ, nhưng okay, mà những cái công việc của riêng thì em không cần thiết. Rồi chắc đó, chắn là sau hôm nay về bảo đảm bạn Liêm sẽ open hơn, sẽ chia sẻ với em, sẽ kể với em rất là nhiều chuyện hơn nữa. Và em thấy nếu như mà có hiệu quả, nhớ gửi thư về cho chương trình. Cảm ơn chị Mộ Hồng Vân nha. Rồi cảm ơn hai em đã đến đây chia sẻ câu chuyện hạnh phúc nha.